Hướng dẫn mượn tuổi động thổ làm nhà năm 2022, đúng cách hợp phong thủy, hóa giải mọi tai ách vận hạn, mang lại may mắn, bình an. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh phong thủy hàng đầu Việt Nam, được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, việc chọn tuổi làm nhà và mượn tuổi động thổ làm nhà bao giờ cũng là vấn đề nóng hổi. Từ bao đời nay, trước những sự kiện quan trọng như xây nhà, khai trương, cưới xin, người Việt luôn quan niệm có thờ có thiêng và có kiêng có lành. Các gia đình thường chọn ngày lành tháng tốt xem tuổi có hợp không để lên phương án mượn tuổi động thổ. Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 Nhâm Dần, những tuổi đẹp sau đây nếu động thổ làm nhà sẽ được lộc trời cho, đó là những tuổi sau. Những người sinh năm 1953, tuổi Quý Tỵ, năm 2022, 70 tuổi. Sinh năm 1955, Ất Mùi, 68 tuổi. Sinh năm 1962, Nhâm Dần, 61 tuổi. Sinh năm 1965, Ất Tỵ, 58 tuổi. Sinh năm 1971, Tân Hợi, 52 tuổi. Sinh năm 1974, Giáp Dần, 49 tuổi. Sinh năm 1983, Quý Hợi, 40 tuổi. Sinh năm 1989, Kỷ Tỵ, 34 tuổi. Sinh năm 1998, Mậu Dần, 25 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2001, Tân Tỵ, 22 tuổi. Đây là những tuổi mà năm 2022 không bị phạm vào ba điều đại kỵ là kim lâu, hoang ốc, tam tai. Nếu quý vị may mắn ở những tuổi này thì việc xây nhà càng trở nên đại cát đại lợi. Cứ xây là xong là được lộc trời cho. Còn nếu không phải, quý vị có thể mượn những tuổi này để giúp cho việc xây nhà được hanh thông, may mắn. Nhưng không phải tuổi nào cũng mượn được mà phải tuân theo quy tắc mà kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong trường hợp khi gia chủ muốn khởi công xây dựng nhà của mình nhưng lại không được tuổi, trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ có thể mượn tuổi làm nhà, nghĩa là gia chủ sẽ mượn tuổi của một người khác, người được tuổi làm nhà trong năm 2022 để khởi công. Vậy nên, một câu hỏi đặt ra đó là có nên hay không nên mượn tuổi để làm nhà và mượn tuổi làm nhà năm 2022 như thế nào là đúng? Được sự cho phép và tư vấn tận tình của thầy Gia Cát, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về việc mượn tuổi làm nhà. Chúng tôi sẽ giúp giải đáp những thắc mắc ấy một cách chính xác nhất và hoàn hảo nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung video. Như Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ ở trên, về việc mượn tuổi động thổ làm nhà năm 2022 Nhâm Dần, vậy có phải ai cũng mượn được những tuổi trên để động thổ xây nhà, làm nhà cho mình hay không? Nếu đơn giản vậy thì ai trong chúng ta cũng làm được, còn cần thầy phong thủy làm gì? Việc chọn tuổi làm nhà hợp với gia chủ, hợp với đất, bổ long phù sơn phải tuyệt đối tuân thủ 9 nguyên tắc vàng sau đây. Thưa quý vị, việc mượn tuổi làm nhà năm 2022 Nhâm Dần diễn ra khá phức tạp và phải trải qua nhiều thủ tục. Chính vì thế mà gia chủ nên mượn tuổi của những người quen biết, thân mật hoặc những người họ hàng nội tộc gần nhà để mọi chuyện được thuận lợi dễ dàng hơn. Mời quý vị theo dõi chi tiết để biết được thủ tục mượn tuổi như thế nào và mượn tuổi nào để động thổ trong năm 2022 sẽ được lộc trời suốt đời, may mắn, bình an. Ngay sau đây, Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cùng quý vị. Sau khi quý vị xem xong mà vẫn không tự tin mượn tuổi làm nhà hoặc phân vân không biết làm gì cũng như là chọn tuổi ra làm sao, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Khi mượn tuổi làm nhà, cần phải tuyệt đối tuân thủ những điều sau. Đầu tiên, khi đã cho người khác mượn tuổi, thì tuyệt đối không được cho người thứ hai cùng mượn khi người trước chưa xây dựng xong nhà cửa. Điều đó rất có thể sẽ đem lại vận đen đủi cho cả hai. Chính vì thế, trước khi mượn tuổi ai đó thì gia chủ cần phải hỏi kỹ về vấn đề này. Thứ hai, không được cho phép mượn tuổi làm nhà khi chỉ sửa soạn làm lại nhà cũ, chỉ mượn tuổi khi khởi công xây dựng nhà mới. Thứ ba, nếu như chỉ sửa chữa, dọn dẹp lại nhà cửa mà không động chạm gì đến đất đai thì gia chủ chỉ cần chọn ngày lành tháng tốt để tiến hành sửa. Còn nếu như sửa nhà mà động đến đất thì phải làm lễ để dâng lên thần linh. Thứ tư, phải tuân theo
các thủ tục khi mượn tuổi làm nhà mà phong thủy Gia Cát sẽ giới thiệu ở phần sau. Thứ 5, không nên mượn tuổi làm nhà của những người đang phải chịu tang hoặc chịu vận hạn tam tai, kim lâu và hoang ốc. Thứ 6, người được mượn tuổi không bị xung khắc với chủ nhà. Ví dụ, người tuổi Tý không mượn tuổi Ngọ để động thổ, người tuổi Sửu không mượn tuổi Mùi để động thổ. Trong bộ tứ hành xung Dần Thân Tị Hợi, Tý Ngọ, Mão Dậu, Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu quý vị phạm mà xây nhà thì không nên mượn tuổi một trong ba bộ tuổi tứ hành xung trên. Thứ 7, người được mượn tuổi không bị xung khắc với hướng nhà, không bị phạm vào long sinh bát sát. Ví dụ, với những nhà hướng nam không mượn người tuổi Thìn, những người nhà hướng bắc không mượn người tuổi Hợi, nhà hướng đông không mượn nhà tuổi Tỵ, và những nhà hướng tây không mượn người tuổi Thân, nhà hướng tây bắc không mượn người tuổi Dậu, nhà hướng đông nam không mượn người tuổi Ngọ, nhà hướng tây nam không mượn người tuổi Dần, nhà hướng đông bắc không mượn người tuổi Mão, vì khi mượn những tuổi này sẽ bị phạm sát long. Theo phong thủy, sát khí từ cặp khảm Thìn gây ra nhiều bệnh tật, vợ chồng bất hòa, sát khí từ cặp Hợi Ngọ khiến nhiều người trong gia đình bất hòa, dễ mất đoàn kết với hàng xóm, bị tiểu nhân gièm pha, con cái hay bệnh tật, gia súc khó nuôi. Sát khí do cặp chấn thân khiến cho nhà dễ sinh nghiện ngập, tai họa, bị o ép trong cuộc sống, và sát khí đoài tị, hãm vận quý nhân, trên dưới mất tôn ti trật tự và dễ sinh nghiện ngập tệ nạn xã hội. Sát khí khôn mão thường gây nạn trộm cướp, mất mát tiền của, tai nạn thương tích. Sát khí cấn dần ảnh hưởng tới gia đạo, vợ chồng bất hòa, tài lộc hao tán, con cái biếng nhác. Sát khí từ cặp Tốn Dậu ảnh hưởng tới quan vận, bị kìm hãm không phát triển được, tổ tiên không phù trợ, thờ phụng không linh thiêng, ma quỷ ám hại. Sát khí Càn Ngọ ảnh hưởng tới tình cảm cha con, anh em trong dòng họ, tai nạn thương tích, bệnh tật. Bệnh tật phải phẫu thuật và tang thương. Thứ 8, người được mượn tuổi không bị xung khắc với thái tuế, không phạm vào năm tuổi. Trong năm 2022 Nhâm Dần, tuổi Dần bị phạm thái tuế, tuổi Thân bị xung với thái tuế, vậy nên tuyệt đối không mượn hai tuổi này để động thổ xây nhà mới trong năm 2022 Nhâm Dần. Thứ 9, sau khi đã loại trừ tất cả những kiêng kỵ ở trên, chúng ta chọn tuổi động thổ nên chọn những tuổi sau. Đầu tiên là nhị hợp, tiếp theo là tam hợp, sau đó đến lộc. Mã, quý nhân, đây là những tuổi hợp với gia chủ, nên khi mượn tuổi được đúng những tuổi này thì mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, may mắn, bình an. Như vậy, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ và hướng dẫn quý vị chọn tuổi động thổ năm 2022. Sau đây, Phong Thủy Gia Cát sẽ tổng hợp lại những tuổi tốt có thể động thổ làm nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Trong năm 2022 Nhâm Dần, có những tuổi tốt sau đây có thể động thổ làm nhà được. Những tuổi này không bị phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai, đó là những tuổi. Những người sinh năm 1953 tuổi Quý Tỵ, năm 2022 đã 70 tuổi, sinh năm 1955 Ất Mùi 68 tuổi, sinh năm 1962 Nhâm Dần 61 tuổi, sinh năm 1965 Ất Tỵ 58 tuổi, sinh năm 1971 Tân Hợi 52 tuổi, sinh năm 1974 Giáp Dần 49 tuổi, sinh năm 1983 Quý Hợi 40 tuổi, sinh năm 1989 Kỷ Tỵ 34 tuổi, sinh năm 1998 Mậu Dần 25 tuổi. Và cuối cùng là những người sinh năm 2001 Tân Tỵ 22 tuổi. Những tuổi này xây nhà đại cát đại lợi, được lộc trời cho, giàu sang vô đối bởi không bị phạm kim lâu, hoàng ốc, tam tai năm 2022. Quý vị cần lưu ý, đây là những tuổi đẹp để động thổ xây nhà, nhưng nếu bị phạm vào một trong 8 điều cấm kỵ ở trên thì quý vị cũng không nên sử dụng. Trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn cho quý vị hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên nếu quý vị không yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy. Để được xếp lịch gặp thầy, thầy sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như sẽ tư vấn cho quý vị những cách làm chuẩn nhất giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Để việc mượn tuổi làm nhà được hanh thông thuận lợi, câu hỏi đặt ra là có nên mượn tuổi để làm nhà hay không? Theo thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy, khi khởi công xây dựng
một ngôi nhà thì mọi người nên lấy tuổi đàn ông, có nghĩa là dương, để định cát hung. Trừ những trường hợp các gia đình không có người đàn ông thì có thể lấy tuổi đàn bà, hoặc tốt hơn hết là mượn tuổi để làm nhà. Bởi theo nguyên lý âm dương ngũ hành thì tòng dương thuận hơn, phát triển hơn. Chẳng thế mà ông cha ta mới có câu lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông. Hiện nay có rất nhiều quan niệm cho rằng nếu như không được tuổi làm nhà trong năm đó thì có thể mượn tuổi của người khác theo cửu trạch. Tuy nhiên, lại có một số ý kiến phản bác cho rằng cách này không đúng. Vậy nên, có nên hay không mượn tuổi làm nhà trong năm 2022? Câu trả lời chính xác nhất đó là gì? Thực chất, việc mượn tuổi làm nhà không hề đơn giản, có khá nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này. Khi không được tuổi làm nhà, nhưng gia chủ lại muốn tiến hành xây dựng nhà cửa vào năm đó, thì hoàn toàn có thể đi mượn tuổi những người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết tuổi để mượn đúng cách. Có rất nhiều quan niệm cho rằng chỉ cần nhờ người mình mượn tuổi đến khấn hộ trước bàn thờ thần linh khi động thổ là xong, nhưng đây lại là cách làm không chính xác. Vậy thì mượn tuổi làm nhà như thế nào là đúng cách? Có một quan điểm cho rằng, nếu như mảnh đất đó không hợp với tuổi gia chủ, thì có thể nhờ người thân, bạn bè đứng lên làm sổ đỏ hộ và mang tên người đó. Tuy nhiên, đây là quan điểm chưa đúng, bởi theo các học thuyết phong thủy thì không tồn tại các yếu tố về hành chính, tài sản, sự sở hữu. Vậy như thế nào là mượn tuổi làm nhà trong năm 2022 cho đúng cách? Đó là khi gia chủ và người mượn tuổi phải có sự mua bán theo khế ước thực sự. Sau khi quá trình làm nhà xong xuôi thì hai bên bàn giao bán lại theo khế ước cho chủ cũ. Các chuyên gia phong thủy cho rằng nên mượn tuổi của nam giới để làm nhà, nếu người có tuổi lớn hơn chủ nhà càng tốt. Tuy nhiên, trước khi mượn tuổi, gia chủ cần phải tìm hiểu thật kỹ, không nên mượn tuổi của những người gia đình đang chịu tang hoặc phạm vào các vận hạn kim lâu, hoang ốc, tam tai. Tục ngữ có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do đó, việc xem tuổi xem ngày đẹp làm nhà là lựa chọn thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời con người để tiến hành xây nhà. Qua đó sẽ mang lại cho gia chủ những điều may mắn thuận lợi, thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, người hay làm việc tốt, tích được nhiều phúc đức thì có thể làm nhà ở bất kỳ thời điểm nào. Còn đối với những người tham lam, sân si thì dù ngày tốt cũng sẽ là vận hạn. Quý vị thân mến, việc chọn tuổi động thổ đã vô cùng phức tạp. Nhưng sau khi mượn được tuổi đẹp để động thổ, chúng ta cũng cần phải làm những gì? Sau đây, Phong Thủy Gia Cát sẽ hướng dẫn quý vị thủ tục mượn tuổi làm nhà đúng cách. Mời quý vị cùng theo dõi. Như quý vị cũng đã biết, mượn tuổi xây nhà là hình thức giả bán nhà đất cho người mượn được tuổi. Sau đó sẽ làm thủ tục chuộc lại ngôi nhà. Trước hết, để thực hiện nghi thức mượn tuổi xây nhà cần phải theo 3 bước sau. Bước 1, chủ nhà viết một giấy bán đất tượng trưng. Bước 2, trong lễ động thổ, người được mượn đứng ra khấn vái thần linh và thực hiện động thổ. Cuốc 5-7 cái ở hướng đẹp và bỏ viên gạch đá xuống rồi lấp lại. Trong lúc làm lễ động thổ, gia chủ tránh đi chỗ khác, sau đó quay lại công việc bình thường. Bước 3, lúc làm mái, người được mượn cũng đứng ra thực hiện nghi thức khấn vái thay cho gia chủ. Quý vị vừa theo dõi các bước mượn tuổi động thổ, vậy sau khi mượn tuổi động thổ xong, nhà cũng đã xây xong, thì việc chuộc lại nhà phải làm như thế nào cho đúng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thủ tục chuộc nhà khi mà gia chủ mượn tuổi làm nhà. Nếu như gia đình có cả vợ chồng và con cái thì vợ bước vào nhà đầu tiên, tay cầm một cái gương soi vào trong nhà. Tiếp theo là gia chủ cầm bát nhang tổ tiên vào. Tiếp theo là đến các con bưng bếp lửa đang cháy, gạo nước, chăn nệm vào. Trong trường hợp trong nhà không có đàn ông thì mẹ đại diện bưng bát nhang tổ tiên vào, sau đó mới tới các con. Gia chủ chờ đến giờ tốt mang của cải trang sức cất vào tủ, chuyển đồ đạc vào trước sau đó mới bắt đầu cúng. Sắp xếp đồ đạc bình thường, riêng người tuổi Dần không được phụ dọn và cả phụ nữ đang mang thai cũng không được phụ dọn. Đến khi cúng thì người được mượn thực hiện nghi thức thắp nhang khấn vái hoàn thành và gia chủ làm một giấy mua lại với giá cao hơn ban đầu. Từ đó về sau, mọi thủ tục cúng kiếng khấn vái thuộc về gia chủ. Thưa quý vị, trên đây là những đặc điểm và thủ tục mượn tuổi xây nhà
năm 2022, quý vị cần phải lưu ý những đặc điểm trên để có được một ngôi nhà hợp phong thủy và quan trọng là hoàn thành sớm để phục vụ cho cuộc sống gia đình của quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Sự thành công của Phong Thủy Gia Cát một phần cũng nhờ sự tin yêu của quý vị. Quý vị đừng ngần ngại bấm vào nút đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục cập nhật những kiến thức phong thủy bổ ích này nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau.